Chào các bạn đến với channel VN Computer. Thì các bạn nhìn trên màn hình, các bạn thấy là đây có hai cái giá trị số. Thì dấu mà để ngăn cách phần ngàn á là dấu phẩy nè các bạn. Và dấu để phân cách cái phần tập phân á là dấu chấm. Thì nếu như cách hiển thị số như vậy á, thì nó không có phù hợp lắm với cái cách viết của người Việt Nam chúng ta. Tại vì người Việt Nam chúng ta thì chúng ta thường sử dụng dấu chấm để phân cách phần ngàn, còn cái dấu phẩy là để phân cách cái phần tập phân các bạn. Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để mình có thể thay đổi lại cái dấu hiển thị ở đây, tức là dấu chấm phân cách cho phần ngàn và dấu phẩy phân cách cho phần tập phân ha. Thì để thực hiện cái công việc này thì các bạn nhấn vào nút Start ha. Nút Start. Ở đây thì tôi đang sử dụng Windows 11 nha các bạn, hệ điều hành Windows 11. Tuy nhiên thì các bạn sử dụng những cái hệ điều hành Windows 10 hay là Windows 7 á, thì các bạn làm tương tự nha. Rồi các bạn nhớ qua đây các bạn tìm kiếm quy trình Control Panel ha, Control Panel. Rồi các bạn gõ từ khóa Control Panel vô. Rồi các bạn tiếp tục các bạn mở cái trình Control Panel lên. Rồi tiếp theo thì các bạn nhấn vào cái trình là Day and Time á. Nếu như mà các bạn chưa thấy một cái giao diện như thế này á thì các bạn có thể là di chuyển lên cái chỗ View By này các bạn. Rồi, các bạn click vào đây, các bạn chọn là Lab Icon nha. Còn ở trong trường hợp này thì trên máy tôi thì đã chọn lắp icon rồi, do đó thì nó xuất hiện những cái trình như thế này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn Day and Time góc trên bên phải nha, nhấn vào đây rồi xuất hiện hộp thoại Day and Time. Tiếp theo các bạn di chuyển xuống dưới nè, các bạn chọn là Change Day and Time, còn thấy ở đây không, click vào. Tiếp tục thì các bạn di chuyển xuống dưới và các bạn nhấn vào dòng là Change Calendar Setting. Rồi lúc này xuất hiện thêm một cái hộp thoại là hộp thoại Gison nè các bạn. Thì các bạn di chuyển xuống bên dưới đây, các bạn tìm đến cái nút lệnh này nè các bạn. Đây. Nút lệnh là Additation Setting. Nhấn vào đây. Rồi. Thì các bạn thấy ở đây chỗ cái thẻ number nè. Cái dòng này, cái dòng đầu tiên nè các bạn. Dòng đầu tiên đây là cái dấu này là cái dấu để hiển thị là ngăn cách phần tập phân nha các bạn. Hiện tại là dấu chấm nha. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại thành dấu phẩy nha các bạn. Đó. Rồi cái dòng thứ ba nè các bạn. Đây nè, cái dòng này nè. Cái dấu này là dấu ngăn cách phần ngàn ha. Thì hiện tại là dấu phẩy nè, thì mình sẽ đổi lại dấu chấm. Tức là mình sẽ đổi qua lại giữa hai cái dấu này. Dấu chấm thành dấu phẩy và dấu phẩy thành dấu chấm các bạn. Rồi, tiếp theo nữa thì các bạn nhấn OK để mình xác nhận cái thay đổi nha. Nhấn OK nè. Rồi mình sẽ đóng lại. Rồi, các bạn nhấn OK. OK, để đóng các hộp thoại lại. Rồi bây giờ thì các bạn thấy cái kết quả đây. Dấu phẩy bây giờ đã thay đổi, đã chuyển sang dấu chấm rồi các bạn. Còn ở đây thì dấu chấm thì bây giờ đã thay đổi thành dấu phẩy rồi ha. Ở bên số bên này cũng vậy luôn. Tôi vừa hướng dẫn các bạn thay đổi dấu ngăn cách phần ngàn cũng như là dấu ngăn cách phần tập phân ở trong Excel khi mà nó hiển thị số nha. Chúc các bạn thực hiện thành công. Nếu như các bạn thấy hay thì các bạn nhớ subscribe kênh của mình để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.